Dạ vâng ạ, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đơn hàng của anh Văn Thiên, anh ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Một cấu hình combo có sự phối ghép của một chiếc đẩy X7DAC. Hiện tại em đang bóc ra đây, đang bóc một chiếc đẩy X7DAC kết hợp với một cặp loa WeWood G1000 Plus. Dòng loa này thì mới được ra mắt, là cái phiên bản nâng cấp của phiên bản G1000 suông. Nó được nâng cấp thêm một con siêu chép mảnh vàng, vẫn kết hợp với hệ thống loa bass 20 và trung 16, công nghệ màng carbon. Hiện tại phiên bản này anh cho ra công suất lên đến 350, dao động mắc lên 700W và đánh trở kháng là 4 ohm. Đây là phiên bản hai bát điện 20. Em sẽ quay cái đằng sau thông số. Hỗ trợ anh quay cái cặp loa đằng sau cho em xem thông số của cặp loa. Cẩn thận. Đây là phiên bản nhập khẩu chính hãng này, và nó đánh ở trở kháng 4 ohm và công suất dao động từ 350 đến 700 này. Được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ và nhà máy đặt ở tại Đài Loan, và tất cả những cái linh kiện đều được nhập khẩu của nhà máy chính hãng ở bên bang California của Mỹ. Cầu này nó có thể đánh được tách cầu, và chúng ta có thể đánh được chế độ PY để đánh bát riêng, chép riêng. Đó. Hiện tại nếu các anh em muốn đánh thì tách bỏ cái lá này đi, đánh hai cầu dưới đánh hai con súp, hai con bát súp 20, hai cầu trên sẽ đánh giải mid và giải chép. Nó được hỗ trợ thêm cái công nghệ chép mảnh vàng thì sẽ cái tiếng nó sẽ rất là sáng, cái ngưỡng của nó sẽ lên đến 24 kHz, và hai con bát này có thể đánh được xuống đến 30, sẽ có thể đánh được xuống đến 30 Hz. Chiều cao của mẫu này là 1m110 cm nhé. Màu của nó là màu chủ đạo, là màu này là màu đỏ tươi, rất là đẹp. Bát này toàn bộ công nghệ màng polyglass. Hiện tại thì con đẩy X7DAC này là đẩy được tích hợp rất nhiều công nghệ trong một. Nó công suất khỏe lên đến 1000 này, có chip giải mã DAC X7 này, có tính năng download này, có công nghệ reverb auto. Cái reverb thông minh, reverb auto này sẽ ăn theo cái chiết đáp của cái echo này. Đó. Volume to nhỏ của mic. Hệ thống chỉnh bằng các phím chìm, công tắc bật tắt nguồn ở đây. Cho ra màn hình để hiển thị. Có rất nhiều đường vào này, X1, X2 và cổng quang Bluetooth này. Em sẽ chọn đây, đây OPT này. Và em sẽ để X1 em test nhạc. Ok, và em sẽ đi vào test luôn. Và đây là những cái phiếu bảo hành và hệ thống bảo hành điện tử của chúng em. Đi vào ghép nhạc lên đi. Em sẽ đi vào ghép nhạc nhé. Tình yêu thương đẹp, tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi.